Chào các bạn đến với kênh Thằng Vinh Vlog của mình nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình nha. Thì hôm nay trong cái video này mình sẽ review cái trà sữa trân châu đường đen này nha các bạn. Thì cái trà sữa trân châu đường đen này á, thì nó bên thì bạn các bạn nhìn chữ thì nó cũng biết bên nước nào rồi đúng không các bạn. Thì ok, thì mình sẽ pha nó ra nha các bạn. Thì mình cũng tối nấu nước sôi sẵn rồi nha, để mình lấy nước sôi. Giờ mình phải mở ra nha các bạn. Okay, cái này là thì trong cái ly này á, nó có cái này hũ đường đen nha các bạn. Đó, cái này là hũ đường đen, một bịch trân châu. Đó, cái này là một bịch trân châu, một cái ống hút. Để mình tháo cái ống hút ra cho các bạn xem nha. Đó, cái hút này nó tiện lắm các bạn, nó rút ra rút vô được nè. Rút ra rút vô được nè các bạn. Đó, rút dài ra được nè. Cái ống hút này nó bẻ được nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi, một bịch sữa nha các bạn. Thì sữa này rất là béo luôn. Sữa này sữa bột nha các bạn. Đó, giờ mình pha nha. Mình pha ra nha các bạn. Thì trước tiên thì mình pha mình bỏ sữa vô trước. Mình bỏ sữa vô trước nha các bạn. Thì cái ly này á, nó chịu được nhiệt nha các bạn, nó không có bị quéo đâu. Sữa rất thơm luôn các bạn, vừa đổ ra rất thơm sữa luôn á. Đây trân châu nha các bạn. Các bạn thấy những hộp trân châu không? Đó, các bạn thấy hột trân châu không? Đó, giờ mình bỏ sữa và trân châu vô trước nha các bạn, để cho nó hòa tan. Mà các bạn nên nhớ là mình phải bỏ nước sôi nha các bạn, không mình bỏ nước lạnh thì nó không sẽ không chín sữa. Đây mình mới nấu nước sôi, giờ mình bỏ nước sôi vô nha. Thì các bạn bỏ gần hơi chút xíu thôi các bạn. Mình xé cái này ra cho các bạn coi cái lượng nước nha. Đó, các bạn thấy cái lượng nước chưa? Đó, mình bỏ nước sôi tới đây thôi nha các bạn. Thì mình bỏ nhiều quá nó lạc lắm, mình uống ngọt thì mình bỏ ít nước thôi. Để mình xé cái tem này ra nha các bạn. Đó, xong rồi mình quay cho nó tan cái sữa và trân châu cho nó mềm lại nha các bạn. Sau khi mà mình đã quậy cho nó tan cái đó trân châu và sữa xong rồi, mình sẽ bỏ đá vô nha các bạn. Và cái đợt đường đen này mình bỏ sau, giờ mình bỏ đá vô nha các bạn. Đã đặt đá sẵn rồi, giờ mình bỏ đá vô thôi. Bước đây là mình sẽ bỏ đường đen vô nha các bạn.
rất là ngon. À, được đã. Thì cái ly này á, mình mua với giá có 20.000 thôi nha các bạn, mà mình uống rất là ngon luôn, nên mình thấy hay mình mua về mình review cho các bạn xem. Ngon, béo béo, hột chân trâu nó dai dai các bạn. Quá ngon luôn các bạn. Thì các bạn nào thích video mình thì cho mình một like, một share và một đăng ký nha các bạn. Thì còn bây giờ thì chào các bạn nha.